Để cho ba cái tem mà thở X, Y, Z có phân tử khối đều nhỏ hơn 100 và có cùng số phân tử carbon. Khi thị phân Y hoặc Z đều thu được trong môi trường axit đều thu được axit carboxylic và ancol no. Bây giờ chúng ta hiểu như thế này, chúng ta có hai loại este, đó là este đơn chức và este hai chức. Mình giả sử nó là este hai chức thì chất nhỏ nhất ở đây là C4H6O4. Chúng ta tính phân tử khối thử coi. Ở đây nó bằng 118, là lớn hơn 100. Như vậy điều này chứng tỏ là gì? Điều chứng tỏ XYZ chúng ta là đơn chức. Được chưa? Bây giờ chúng ta hiểu như thế này, đơn chức thì giả sử ở đây thằng này là no này, thằng này không no, mình không no. Như vậy giờ nó cùng nguyên tử carbon, giả sử đây nó đều là C4. Như vậy giờ đây thầy sẽ phỏng đoán được X, Y và Z như sau. Đây. Giờ X chung Y với giá chúng ta nhỏ hơn 100 là 88. Như vậy nó là CH3COO. Không được. Nếu CH3CO thì không được. Thằng này phải là CH3CH2 COO CH3. Dưới này nó nhỏ hơn, tức là nó thua một thua hai hydro. COO CH3 dưới này là CH3 C COO CH3. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cho đi tác dụng với môi trường axit đúng không? Chúng ta kiểm tra để tác dụng với nước thủy phân trong môi trường axit phân hai chiều để tạo thành CH nối 3 C COOH cộng cho CH3OH cộng cho nước phân hai chiều tạo thành CH2 nối đôi C COOH cộng cho CH3OH như này vậy. CH3 CH2 COOH cộng cho CH3OH. Rồi. Điều cầu chúng ta là nhận định nào sau đây là đúng. Rồi, bây giờ người ta cho nè. Nhận định thứ nhất. X tác dụng với hydro xúc tác niken nhiệt độ theo tỷ lệ mol 1:2. Đúng rồi. Bởi vì nó có liên kết 3 thì cần tỷ lệ 1:2. Y có tồn tại đồng phân học sai. CH2 nối đôi CH thì không có đồng phân học, bởi vì sao? Vì R1 trùng R2 đều là hydro. 3. X, Y, Z đều được tạo bởi cùng một ancol, đúng. Đó là ancol metallic. Vì sao? Vì đề nó rõ này. Vì thì chúng ta đều thu được axit và ancol no, đúng nha? Đúng. À, 4 này, Z có tên gọi là ethyl acetate. Cái này là sai. Đây phải là gì? Đây phải là methyl propionate. Methyl propionate. 5. X tác dụng được va GNO3 trong môi trường NH3 để tạo ra cái tủa. Đúng, bởi vì nó có liên kết 3 đầu mạch. Tủa ra chúng ta sẽ là CAG nối 3 C COO CH3. Đây là chất cái tủa màu vàng. Như vậy đây là đúng. Chúng ta chọn câu C.